Nice to see you. Nice to see you again. Okay, how are you today? I'm good, and you? I'm pretty good. Today is a good day. The weather is so nice. How about yours? Sunny. Oh, okay, it's sunny, right? What do you have for supper? Supper? Supper. What do you have for supper? Supper. Yes. It's just like dinner, right? We learned last week. Supper, S-U-P-P-E-R. Supper, P-P-E-R. S-U-P-P-E-R, remember? Not really. Supper is a meal. It's just like dinner or a light meal after dinner before you go to sleep. You're gonna eat some, yes. You're gonna eat some. Maybe you're hungry and you want to eat something before you go to bed. So that meal called supper. Okay, did you check your homework? Yes. Yes, and I think you may have some questions you can ask me. Do you have any question? I will show you something right now. No. No, really? Okay, so I want to clarify something. For example, this one, you know what to write here, right? Okay, you should follow this one. Why I use hardly ever instead of always. You can see here, pretty hard ever. Okay, so I based on this paragraph and I write down here, right? You check it again, right? Yes. Yes, very well. Okay, you don't have to wear that. If it is not an accessory, you don't have to wear that. Now I can hear you. Just put it on the table and and keep your microphone, yes, like that, near your mouth, it's okay. And for this one, okay, for this one, see, be quiet, watch out, be careful, some short things like that. You use the to get the attention from other. So you need to use present progress here. Present continuous here. Do you want me to explain it in Vietnamese? Sleep. Do you know why number five is present continuous? No. No, okay, I will say in Vietnamese for to be clear. Okay, vậy thì con nhìn vào đây trong cái phần mà thì hiện tại đơn cô đã gửi cho con á, trong cái phần nội dung bài á, thì thứ nhất là cái cách dùng của nó là gì nhỉ? Diễn tả cái gì? Chút nào. Diễn tả tiếp diễn. À, hành động tiếp diễn, hành động đang xảy ra. Cách dùng thứ hai đó là cách dùng gì? A temporary action. Cô có gửi đó. Temporary events. Có ba cái cách dùng đó. Things that are happening now nè. Temporary event. Và cuối cùng là near future plan hoặc là arrangement. Ba cái. Con dịch chưa? Dạ, con chưa. Ok. Những cái phần khi nào mà học xong á, con sẽ tóm tắt trong cái phần phiếu đánh giá học tập cô có gửi ở đằng sau cái video. Sau khi cô gửi link video thì cô sẽ gửi cái phiếu đánh giá học tập đấy. Hai cái đấy cô sẽ gửi gần nhau. Thì con check lại cho cô nhé. Ở đấy ngữ pháp, có phần ngữ pháp là present continuous. Thì đối với cái thì hiện tại tiếp diễn chúng ta sẽ có ba cách dùng. Thứ nhất là gọi là tiếp diễn thì chắc chắn là nói về những cái điều đang xảy ra rồi đúng không? Ok, cái đó là dễ quá. Thì mình sẽ có những cái từ như là now, right now, vân vân. Thì lúc đấy là chúng ta sẽ sử dụng. Ok, mình nhận ra cái điều đấy rất là dễ. Và cái trường hợp thứ hai đó là temporary event. Cái này cô có chữa trong bài tập trước cho con, nghĩa là cái hành động tạm thời.
giống như cái bài mà hôm trước kìa, ví dụ ông này bình thường ông ấy làm việc từ thứ hai tới thứ bảy luôn, làm việc cả tuần luôn, nhưng có cái từ bất này, nhưng ngày hôm nay không làm việc, thì cái việc mà ngày hôm nay không làm việc thì cái hành động đấy nó chỉ diễn ra trong một ngày thôi, ngày mai lại quay lại bình thường. Thì cái ngày mà xảy ra cái sự đột biến đấy, cái điều mà xảy ra sự đột biến đấy mình phải chia cho cô thì hiện tại tiếp diễn. Thì cái điều đấy nó thể hiện ở cái câu số 25 đây, con nhìn nào. Samuel always does his homework before dinner, but today he is helping his mom. Samuel luôn luôn làm bài tập của anh ấy trước bữa tối, nhưng ngày hôm nay, thấy chưa? Thì cái việc anh ta luôn luôn làm gì đấy thì chắc chắn là con lưu ý cho cô, đối với những cái từ mà mình thấy như là always, usually, often, tất cả những cái đấy đều thể hiện là thể hiện tại đơn hết. Thì vì cái việc đấy lặp đi lặp lại rất là nhiều lần mà. Thì bây giờ anh ta luôn luôn làm bài tập trước bữa tối, nhưng ngày hôm nay là một ngoại lệ. Đó, anh ta thì lại đang giúp mẹ, cho nên cái hành động giúp này là hành động ngoại lệ. Còn cái hành động bình thường là hành động làm bài tập cơ. Mà hôm nay không làm bài tập mà lại giúp mẹ. Thì cái hành động giúp mẹ này con sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn cho cô. Ok? Rồi và cái cách dùng thứ ba của nó đó là những cái hành động gọi là trong cái phiếu hàng ngày con học có ghi là near future plans hoặc là arrangement. Nghĩa là những cái kế hoạch đã được lên trong tương lai gần hoặc là những cái sự sắp xếp trước. Ví dụ như đây này. This week, tuần này, chúng tôi sẽ đi một chuyến đi London. Thì cái việc mà lên chuyến đi, ý là đi chuyến đi này thì sẽ diễn ra trong tuần này, vậy là một cái tương lai rất là gần. Nghĩa là mình đã có sắp xếp cho cái chuyến đi đấy rồi. Mình đã lên kế hoạch, mình đã dự định đi rồi, cho nên ở chỗ này mình cũng sẽ sử dụng. Thì hiện tại diễn cho cô luôn, đó là near future plans nè. Rồi cái câu 27, tại sao cô lại cho con dùng enjoying ở đây? Thì con có thể thấy cái từ đằng sau nè. Nếu con dùng từ enjoy không ở đây á thì cũng không đúng, tại vì nếu Mary là sweet thì enjoy bình thường có phải thêm s vào cơ, thì chia hiện tại đơn nó mới đúng. Nhưng ở đây người ta đang nói là Mary thưởng thức âm nhạc và đang nhảy, và ở đây mình có chữ dancing nè, thấy chưa, nghĩa là hai cái hành động này xảy ra cùng một lúc. Nghĩa là cô ấy phải vừa nghe nhạc thì vừa mới nhảy được, chứ không thể là nghe nhạc xong tắt nhạc cái mới nhảy được, đúng không? Tắt nhạc thì còn gì đâu để nhảy, đúng không? Right. Ai nghe nhạc xong tắt nhạc rồi mới nhảy không? No. Không phải như vậy cả. Cho nên là lúc này mình sẽ chia cho cô là E enjoying. Và cái thứ hai nữa, con thấy không? Cái từ dancing của cô ở đây, nó được chia hiện tại tiếp diễn, nhưng mà nó chưa hề có động từ to be, đúng không? Nếu mà con bây giờ con bỏ cái cụm chữ enjoy đi thì sẽ thành Mary dancing hả? Vậy là không có to be ở đây. Cho nên chắc chắn chỗ này con phải thêm to be. Mà đã thêm to be vào thì enjoy phải chia in. Đấy là một cái mẹo nhá. Người ta đã cho mình một cái dấu hiệu rồi đấy. Rồi còn cái chỗ này nữa, 29 nè. Tại sao ở đây người ta viết chữ now ở giữa? Thực ra cái chữ now ở giữa này là có is. Thay vì con nói là is waiting for you now thì người ta có thể là is now waiting for you in the living room. Như cái câu này sẽ thường thường xuất hiện trong văn nói. Nghĩa là khi mình viết bài thì mình sẽ ít khi nào mình viết như thế. Nghĩa là mình ít khi mình không nên viết chữ nào ở giữa như vậy. Mình sẽ viết chữ nào ở đầu hoặc chữ nào ở cuối. Nhưng khi mình nói thì mình được phép nói như thế. Được chưa? Nghĩa là khi nói thì người ta dễ tính hơn mình. Người ta dễ tính hơn cho mình một chút. Ok, rồi. Cái câu 30. Ở đây là một cái câu phàn nàn. Vậy thì bây giờ con dịch. Mình sẽ dịch theo ngữ cảnh nhé. The phone always something đó. The phone always ring. Cái điện thoại khi nào cũng đổ chuông. Lúc mà tôi đang tắm. Chứ nếu mà chia hai cái đơn thì nó chẳng liên quan đến nhau cả. Cho nên là mình phải nhấn mạnh cái hành động là cái lý do của mình, đó là khi tôi đang tắm thì cái điện thoại cứ đổ chuông. Đây là một cái điều mình rất là bực mình. Vì khi mình đang tắm thì mình có nghe được điện thoại không? Mình sẽ để điện thoại ở ngoài, đúng không? Đôi khi mình cứ quấn quần áo các thứ xong rồi ra điện thoại người ta tắm thì sao mình đi vào người ta lại gọi. Cáo nhỉ? Con tưởng tượng đi, con đang tắm, cứ có người gọi con ở ngoài. Cứ bình thường không ai gọi, ngồi cả một buổi chiều không ai gọi. Tự nhiên bước vào phòng tắm, đang tắm tự nhiên lại có người gọi. Rất là khó chịu. Ha? Ok, cho nên là một cái sự phàn nàn. Mẹ là dán cái điện thoại lên tường rồi. Rồi chị, rồi ấn rồi alo vừa tắm. Đúng rồi, ok. Cũng tùy, tại vì không phải là nhà nào cũng dán được điện thoại như thế. Và cái tỷ lệ là rơi điện thoại hoặc là bị nước hoặc trúng điện thoại thì nó rất là cao nữa. Right?
cho nên là trò đấy là xe hay cái điện thoại này thì nó hơi nguy hiểm, nhưng mà nó vẫn hơi nguy hiểm. Number 33 and 34 các chị nha, David ở đây và little Betty thì hai cái này đều là chủ ngữ số ít. David thì tương đương với he nè, little Betty thì tương đương với she. Thì ở đây con nhìn thấy chữ every month, mỗi tháng, nghĩa là tháng nào cậu ấy cũng cắt tóc, tháng nào cũng thế, lặp đi lặp lại. Thì ok, ở đây mình chia bình thường thôi, mình chia cho cô hiện tại đơn. Nhưng ở đây có chữ right now thì mình chia is cutting. Và lưu ý nè, khi mà động từ mà nó có cấu trúc như sau, nghĩa là cái dạng cái từ đó là phụ âm, rồi sau đó đến nguyên âm, và sau đó lại đến một phụ âm. Nghĩa là con nhìn giống như là một cái bánh mì kẹp xúc xích ấy, giống như một cái hot dog vậy đó. Thì hai cái phụ âm kẹp một cái nguyên âm ở giữa. Thì khi mà con thêm in thì con phải nhân hai cái phụ âm đó lên. Nghĩa là con phải thêm một cái phụ âm giống cái phụ âm đằng trước mặt nè, xong đó con mới được thêm in. Giống như là từ cut, bây giờ con nhá, C là phụ âm, U là nguyên âm, T là phụ âm. Thì khi thêm in, cô phải viết thêm một chữ T và sau đó cô mới được cho thêm in vào đây. Understand? Yes. Ok, cái này easy đúng không? Và một số cái đó là động từ kết thúc bằng đuôi E thì khi thêm in phải làm sao? Ví dụ là từ prepare. Mình phải bỏ chữ gì đi? Em bỏ chữ Y. À yeah, mình phải bỏ cái chữ cuối cùng đi đó. Prepare. Và mình kết thúc nó luôn. Preparing. Ok. Preparing. Hoặc là ví dụ như từ care. Mình cũng đổi thành caring. Caring. Mình vẫn đọc giữ, mình vẫn giữ nguyên cách đọc của mình, nhưng mà mình bỏ A thêm in đi thôi. Ok. And next one. Rồi lên đây một chút xíu. Ok. Number 18. Sao chỗ này con bỏ trống? Con định bỏ mẹ. À, nhưng mà quên mất hả? Ok, this one. Rarely. Cô dạy luôn nha. Cái từ rarely này nó cũng nằm trong cái nhóm always gì đó. Ví dụ như là hôm trong cái tờ cô gửi thì nó mới có từ always là luôn luôn nè. Usually là thường xuyên. Often sẽ là thường. Ok, mình sẽ học thêm một chút xíu. Sometimes là thỉnh thoảng. Đúng chưa? Và ít hơn sometimes thì người ta sẽ gọi là rarely. Và ít hơn rarely thì mới tới là never. Ví dụ always là cái gì con làm. Ví dụ như là bây giờ cô có 100 việc cần làm. Always. Con khi nào con cũng làm hết tất cả thì coi như 100% nha. Usually là tầm 70% công việc, lượng công việc. Often là khoảng 50%. Sometimes nó rơi vào khoảng 30%. Rarely, sometimes là thỉnh thoảng nha. Còn rarely là hiếm khi thì nó rơi vào khoảng 20%. Còn có một cái từ nữa là từ hardly ever. Nghĩa là cực kỳ hiếm khi, nghĩa là nó ít hơn một chút nữa là chỉ có 10% thôi. Còn never thì chắc chắn là bao nhiêu phần trăm rồi? Không. 0% luôn. Ok. Thì tất cả những cái từ này khi mà con thấy xuất hiện ở trong câu á, thì con cứ coi nó như là một cái dấu hiệu của thì hiện tại đơn nha. Tại vì hiện tại đơn là diễn tả những hành động lặp đi lặp lại mà. Thì kết những cái này nó là cái bằng chứng cho mình thấy là cái công việc đó lặp đi lặp lại như thế nào, lặp đi lặp lại nhiều, lặp đi lặp lại vừa vừa, lặp đi lặp lại ít, hoặc là không bao giờ lặp đi lặp lại. Đó, thì những cái đó đều là hiện tại đơn nhá. Ok. Ok. Rồi, còn tiếp tục nữa nè. This one. Ok, number 14. Thì ở đây lưu ý ở đây mình câu 13 và câu 14 thì first one, water freeze at 0 degree. Thì con nhìn thấy ở đây đây là một cái sự thật. Và con cứ chia bình thường thôi, sự thật thì mình cứ chia hiện tại đơn. Mà water ở đây thì chắc chắn nó là một chủ ngữ số ít, con không thể. Bởi vì water rõ ràng là con đếm được hay không đếm được. Con có thể đếm được nước không? Can you count it? Con đếm thì con đếm theo múc cái ly lên rồi đếm. Đúng rồi, vậy là con đếm có cái ly. Bây giờ con đổ vào cái chai thì con lại phải đếm theo cái chai đúng chưa? Yeah. Đúng không? Bây giờ cô đổ vào một cái bình lớn thì con lại đếm theo cái bình. Có bao giờ mình đếm chính xác nhìn một phát là biết bao nhiêu nước không? Có bao giờ con làm được như vậy không? Bây giờ ví dụ cô đặt hai quả táo. The here, one here and one here. Thì cho dù nhìn xa, nhìn gần hay là ở trên này hay là
bỏ vào đâu, hay là con bỏ vào nồi, hay là con bỏ vào ly, bỏ vào gì hết thì con vẫn nhìn thấy hai quả táo, đúng chưa? Right. Nhưng mà nước thì không như thế. Nước thì con đổ vào cốc thì nó sẽ tính là cái cốc, cái ca, cái ly. Nhưng bây giờ con đổ vào cái bình thì rõ ràng nó lại không đủ cái bình. Đôi khi nó phải có cái bình thì một ly nước, có cái bình thì phải mất hai ly nước mới đầy, kiểu như vậy, đúng không? Nó không có một cái định lượng cụ thể. Với nước thì mình có thể dùng lít để đo, right? Nhưng mà lít có phải là dùng chỉ riêng cho nước không? Lít còn dùng để đo tất cả các chất lỏng khác. Và những cái chất lỏng, một lít nước với một lít dầu hay một lít nước với một lít xăng, nó sẽ có trọng lượng khác nhau. Nhưng nếu đổi sang ký thì nó lại khác nhau đó. Cho nên là nó sẽ không có một cái mức định lượng nào cụ thể cho nó hết nhá. Tất cả con có nhìn thấy, ví dụ con nhìn thấy nước của cô nè. Ok. Trời ơi nó. Okay. Yes, cái phông nền này nó che quá là tốt luôn. Ok. Tiếp. Thấy đúng không? Rồi, nhìn vào đây cô đoán được bao nhiêu, ở đây là bao nhiêu lít nước không? Nhìn cô đoán được không? No. Nhìn thì thấy một chai nước, nhưng mà cô đổ ra ly thì nó sẽ thành, cô đổ ly to thì 2 ly, đổ ly nhỏ thì thành 4, 5 ly. Ok. Cho nên nước không đếm được. Right. Nước không đếm được thì đối với cả tất cả những cái thứ mà không đếm được thì con cứ nghĩ rồi cho cô là nó tương đương chủ ngữ it. It. Mình chỉ gọi là nó thôi, cho nên ở đây mình chia bình thường đó là thêm s. We add an s here. Okay. Còn cái trường hợp số 2 nè, the water something on the cooker. Turn it off. Turn it off. Tắt nó đi. Vậy chứng tỏ đây là một cái tình huống đang xảy ra. Vậy ở đây phải là the boiling, này là sôi đúng không? Right. Vậy là nước đang sôi ở trên trên cái bếp kìa. Cho nên là phải tắt nó đi. Đó, đây là trường hợp ngữ cảnh. Cái từ turn it off này nó giống như cái từ be quiet. Nó cũng có thể được coi là một dạng là temporary event. Ok, thì những cái trường hợp mà con gặp nhỉ, be quiet. Cô có nốt ở trong phiếu đánh giá học tập đó. Be quiet. Be quiet hoặc là be careful. Watch. Hoặc là watch out. Hoặc là silent. Những cái từ quát hoặc là những cái từ mắng như thế này nè. Look, nhìn kia, đó. Vân vân. Những cái từ gọi là động lệnh, những cái mệnh lệnh ngắn như thế này. Và sau những cái mệnh lệnh ngắn này, con cũng cộng cho cô là present, continuous. Tại sao? Tại vì khi con, ví dụ là bây giờ con đang học bài đúng không? Và giáo viên nói là look, nhìn kia. Thì lúc đấy là tất nhiên là con sẽ nghe theo cái người, thậm chí không phải là giáo viên mà một người bạn nào đó. Look, khi người ta nói như thế thì mình sẽ quay hướng về phía người ta. Đúng chưa? Thì bất ngờ cái hành động của mình đang làm một cái hành động gì đó, mình sẽ bị thay đổi. Mình sẽ nhìn theo hướng người ta, hoặc mình đang chuẩn bị qua đường. Người ta nói, watch out, coi chừng, the car is coming. Cái xe đang chạy tới kìa. Cái là lúc đấy mình có tiếp tục đi qua đường nữa không? Đang chuẩn bị qua đường mà thấy cái car nó chạy tới thì mình có tiếp tục đi như là không nghe thấy không? Hay là mình sẽ dừng và đợi cái xe nó đi qua? Dừng, đợi cái xe nó đi qua. Đúng chưa? Nếu mà người ta không kêu cái từ watch out lên, thì lúc đấy con có nhìn thấy cái xe không? Lúc đấy con đang vừa đi, con vừa bấm điện thoại, con có nhìn thấy cái xe không? No. Mà người ta watch out, thì lúc đấy cái hành động con đã bị dừng. Cái hành động bấm điện thoại của con tự nhiên nó bị dừng, và con quay sang con nhìn người ta và con nhìn chiếc xe. Đúng chưa? Thì đó, lúc đấy là cái hành động của mình đã bị thay đổi. Cho nên là cái hành động của mình lúc đó, hoặc là những cái hành động mình đang nhìn thấy lúc đó, tại vì lúc đấy mình quay ra là mình thấy nó đang xảy ra luôn, là the car is coming luôn. Thì lúc đấy những cái hành động đó con phải chia verb in cho cô. Ở đây chúng ta sẽ có là be quiet, im lặng nào. The baby is sleeping in his bedroom. Im lặng nào, em bé đang ngủ đó. Tại vì đang ngủ nên mới cần giữ yên lặng, đúng chưa? Ok. Rồi phần này xong nha. Okay, this one easy. Okay, here. Please write capital letter. Tại sao con thấy này thiếu cái gì biết không? Capital letter. Wow. Yeah. Còn chỗ này tự nhiên sao vậy? Forgot it? You forgot it, right? Nguyên một dàn with verb with ing. This one, no. Không biết con thấy verb in. Right. Ở đây người ta
Đây là cái bài đơn giản nhất để cho con làm quen với cái giọng verb in trước đã nè. Is she talking? Cô ấy đang nói hả? Is she laughing? Đừng quên. Đấy nha. Cho nên khi làm bài cũng nên cẩn thận một chút, kiểm tra bài hết rồi hẳn nộp bài ha. This one. Nó thiếu nữa nè. Kitty. Always play. Yes, with a ball. And this one, cái này dò lại chưa? Em sao để cô cắt rồi, đi? Rồi, con mẹ in cho tờ khác con viết vô rồi. Okay. Do you have any questions with that? Con có thấy cái phần cái đáp án nào bị khó hiểu thì con nói với cô. Con thấy chữ đáp án số 3 với số 4 là K hết trơn. Đều là K. Wow. 3 với 4. À sorry, sorry. Ok, vậy vậy thì chỗ này con vậy là ở trên là F. Đúng rồi, 3 là F. Đó. Nghĩa là cô viết rồi xong sau đó cô lại xóa đi rồi cô viết vào mà cô không để ý. Ok, sorry, this one. Và thiếu F đúng không? Vậy là con đã nhận ra rồi, right? Và đây cô bị cô đè mất hình rồi nên giờ cô cũng không nhìn rõ là cái nào với cái nào nữa. Ok, so K is gate and F is where is it? Break. Okay? Break. Yes. Is the dad breaking into someone's house? Và cái break into này, cái cụm break into này mình học luôn nhé. Con có thể note lại cho con nào. Break into. Cái này người ta gọi là đột nhập. Nhà, lưu ý, đột nhập thì nó có giống như là mình bước vào nhà người khác bình thường không? Đó là một dạng vào nhà, nhưng vào nhà người khác dưới sự mà không có sự cho phép của người ta, và có thể mình sẽ gọi là những con đường như kiểu là của ăn trộm mà mình sẽ đột nhập vào ngôi nhà bằng đó, bằng đường leo tầng 2 nè, đó kiểu như vậy thì mình sẽ gọi là window. Yeah, by the window, break into the house, break into. Còn nếu mà bước vào nhà thì gọi là quang minh chính đại quá, không làm gì nữa. We are not friends with this house, so we break into it and get some money. Okay, write it down. Okay. Finish. No. Not yet. Did you write it? Break into. Okay. When you finish, we will go to the new lesson. Guess what we learned? Oh, really? This one? Why don't you talk to me? You know that when you type something, it takes a lot of time. I want you to write down this word, break into. Write down? Write down on your notebook. New words. Okay, write down, okay.
You don't get it? Write down here. Okay, next time. I say write down, that means you have to write on your book, on your notebook. Already? It's notebook new words. Yeah, notebook for new words. So next time, remember this one. Write down. Okay, if you have any questions or you don't understand, just say it. Don't type because I have to wait. Right? Okay. My computer is very hot. Oh my God. Why? Is it run out of battery? Is it running out of battery? No. 100 battery. 100, but is it hot? Oh my God. Maybe you need a small fan like this? Small fan? Uh-huh. Yes, I have. So you can make your, you can turn it on by the side of the computer. So make it cooler a little bit. But don't turn it on your microphone. It's gonna be so noisy. Okay, now. Write down and we can move to new lessons. Okay, thanks. Now we're gonna move here. Today we go with the reading and writing. Okay, this lesson we're gonna learn about how to do reading and writing skill in mover exercise, mover exam. Part one, look and read. Choose the correct word and write them on the line. There is one example. First, I want you to answer my questions. Now look at here. How many pictures can you see? Let's count. How many pictures can you see? I can see. I can see 8 pictures. Yes, 8 pictures. And what are they? Can you tell me the name of the picture? A library, blankets, a playground for work, a map, a bookcase, towels, a park. Okay, I want to correct something. This one here, a library. 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 Yeah. Do you know right library? I know. No, you know it, right? What does it mean in Vietnamese? Is in Vietnamese a library. You can say it. Just say it. Library. No. Bookcase. Bookcase is okay. The things you hear. This one. Okay, this one is bookcase. One is. It's bigger. Who we? Yes. Do you know this one? In your school. Has it has a? Okay. Many. Library. It's a big room full of bookcases. There are so many bookcases in the library. This one, blanket. Blanket. What is that?
is. How can we use that? Where can you see a blanket? Blanket. Where can we see? On a sofa, on a bed, or on a cupboard? On the bedroom. Yes, on the bed. Bedroom. 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 Yes, in the bedroom, but on the bed. On the bed. Right? We use it to cover our body to keep warm. Okay, it's like Now Easy, homework map, a bookcase. And this one. Towel. Yeah, towel. Towel, not tower. Towel. Okay, towel. Where can we buy it? Where can we find it? What room? Bathroom. Yes, bathroom. Okay, very easy, right? Now look at here. Example. Okay, these are the meaning of the things. And your mission is going to find, what is it? You put your books in this at home. So what is it? Okay, right? Behind you? Bookcase. Okay, bookcase. So you're gonna do from number one to number six. Okay, number one, for example, this helps you find the right row. So what is it? Map. Yes, map. Okay. So number two, Playground. All right. Playground. Number three. You go to this place to choose books. Okay. You go library. To library. Okay, this one. Place. 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 Yeah. Okay. You go to this place to choose book. Easy, right? To number four. You put these on your bed, on coat. That's coat night. The thing we found. So here we use the word D. So I want to ask you, what are they? Blanket. Yes, blanket. Next one, number five. You need one of this after the bed. After that. A bath or a shower? Yeah, so we need a this. What do we need after a bath? Yeah, towels, and the last one. You do this after school for your teacher. Yes, I sent you after we learned. You do this. You're gonna do this. We just correct it. Playground too. No, you do this. You do this after school for your teacher. So you do it at home and you give it to your teacher and teacher will give you mark. I give you some. After our lesson, I give you some of these. What is it? It's homework. It's homework. Okay. That's right. Easy, right? Yes. Yes. Now we come to the next part. Now, part two, you're going to look at the picture and write yes or no. Yes for the right thing that happened in the picture, but no for something is not in the picture. For example, the monkeys. Which is in the tree is eating some fruit. Okay, so we can see
one monkey in the tree, right? And actually, it is eating maybe banana. So I see it's right. So I say yes. Yes. This one, the red and, okay, the red and yellow bird. Okay, this one are sitting on a tree. What is that? Red and yellow. Red and yellow bird. No. No. This is blue and green bird. The blue and green bird is sitting on a tree. So this one is no. Okay. Red and yellow bird. Okay, the red and yellow bird is flying. It's not sitting. So it's wrong. It's not good. Okay, this one is snack. What? Yeah, the red and yellow bird that people take, this one, is it sitting? Is it sitting? Here, why? People say the red and yellow bird is sitting. No, so it's not right. It's wrong, so we write no. Now, you guys have 6 questions you're gonna answer for me. Yes or no? You can use them. I make you, you can use them like this. This one for yes, and this one for no. It's okay. You can use them. The tiger is looking at the monkey. Yes. The fat snake is cut. It's climbing a tree. It's small snake. Okay, you can see two. Teeny snake. Which is bigger? That is fat. Two crocodiles are swimming in the river. Yes. One of the elephants is drinking a driver. An elephant. One of the elephants. That means an elephant. One. Yeah. One of the elephant. Cũng là một con mà. An elephant. One. The same. Mm-hmm. No. Their bags are flying. Oh, actually, this one is three. Sorry. I want to correct it a little bit. This one is three bags. Three, not there. Three. Three bats are flying under the tree. Yes or no? Can you see them? Bats are flying under the tree. On the tree, no under the tree. So, right, no, yes. No.
A tall man has lot of beard and big hat. Tall man, huh? Yeah, tall man. We have two men. One is taller than the other. She don't have, he don't have hat. He doesn't have. He doesn't have hat. No. No. Okay, so check one more time and when you finish. Every time, do something, check again one time. Okay. Okay. Okay, no changing. I will check it. The first one, the tiger is looking at a monkey. Yes. Absolutely yes. Here. Is it looking at that? The fat snake is climbing a tree. Yes, this one is bigger than this one. The yellow is bigger than the red. The red is very thin and small, right? Two crocodiles are swimming in the river. Why no? How many crocodiles in the river? One crocodile or a crocodile is swimming in the river. Okay. One of the elephants is drinking in the river. See? One of the elephants. Why you say no here? That's why I told you, you have to check. This one is yes. You delete the wrong one. And see, number five, three bats are flying above, not on. This one is on here. The right hand on the left hand. This is above. On là sẽ như thế nào? Trên mặt trực tiếp. Above. Okay. So the bat don't touch the tree. So you can see the bat are flying above the tree. Uh-huh. Above. Cách một khoảng. And the last one. The tall man has got a beard, had a big hat. No. The tall man just had beard. Don't have anything. Okay, we're gonna move to next one. This one is, I think it's quite easy. We're gonna read and choose the best answer. For example, you ask, how are you today? And Peter will say, fine, thanks, Jill. Okay, I will be Jill and you're gonna be Peter, okay? Okay. Okay, ask you. Oh, I didn't see you last weekend. You choose something, you read. I didn't see you last weekend. So A, B, or C? Remember last weekend. Past yes, week. I'm going home. Really? I didn't see you last weekend. Here, look at that one. Người ta dùng thì gì đây? Which tense? Tôi không nhìn thấy bạn. Khi nào? Cuối tuần nào? Ở đây mình thấy dùng từ nào? Didn't là dành cho thì quá khứ. Vậy thì last weekend là cuối tuần trước. Vậy thì mình phải đưa ra một lời giải thích cho cuối tuần yes, trước. Yes. A. A. Okay, read that.
we you just have to read. We went to. Yes, we went to my aunt's house. Okay, remember the ý thì nha. Okay, next one. I will be chill. We have 5 more. Okay. Did your sister go with you? Did your sister go with you? No, she không có đi. Chú ý thì nha, did your sister vẫn là thì gì? Thì quá khứ. Did your sister. Okay, read it. You just have to read it. Which one are you reading? She. No, she. She hasn't got one. Oh, why? Why did you see but you read eight? Okay, here, look at this one. We use the word did. So it is past tense, right? Past tense. Thì quá khứ. So, see. See? Yes. Now here, look at this one. Couldn't is a past of can. Hiện tại của nó là từ can't. No, she can't go. Còn cái này chuyển sang quá khứ thành couldn't go. Còn đây là no, she hasn't got one. Là cô ấy không có một cái gì đó. Ủa, nó có liên quan đâu. Right? It's not suitable. Okay, be careful. Number three. Has your aunt got any children? Has your aunt? Yes, she got. She has got three. Cái từ s phải ở đây nó không phải là is nhé. Và vì has mình cũng biết tắt được như vậy. She has got three. Okay. Có con không? Ở đây người ta dùng has your aunt. Has she đó. Thì bây giờ mình trả lời she has thôi. Number four. Where does she live? Giờ vậy thì khác này. Present tense. Where does she live? Better in the country, in the river, in the mountain. In the country. In the country, in the mountain. Which one? A mountain. Mình phải dùng phương pháp loại trừ nữa. Which one is impossible? Cái nào là không thể? Thì mình trừ cái đó ra. Không phải trừ cái river sông. Yes. Tiếp tục loại trừ tiếp. Núi thì vẫn có nhà. Nhưng mà ở đây là in the mountain. In the mountain. In là ở phía nào? Trong. Trong bên, núi. Bên trong núi. Trong Do people núi. Actually live in the mountain? Do we, can we live in the mountain? Trong núi. In the home. Có ai sống ở trong núi không? Có ai lại bình thường lại đi sống ở trong núi không? Sống trong núi thì con có. Where? Trong núi chứ không phải là trên núi. Trong cái núi. Trong cái núi chứ. Cái con nói là trên núi mới sống được chứ ai sống trong núi bao giờ? Trong trên, núi. Trên núi là trong người ta. Cái núi là chui vào bên trong quả núi sống. Oh my god, hư. Tôn lộ không hả? Chỉ có tôi không mới chưa vào núi ở thôi chứ ai chưa vào đâu. Okay, read it. Đây là bài reading mà không phải trả lời chứ. Where does she live? In the country. 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 Cái từ này mình dịch ra bình thường nếu mà dùng như là countries đối với những cái khác thì mình có thể dịch là quốc gia. Nhưng nếu mà ở trong nước thì mình có thể dịch là vùng quê. Vùng ở quê. Trong mình thì gọi là vùng quê. Còn nếu mà khi con đi nó có thể nói là there are many countries in the world thì nó sẽ là nhiều quốc gia trên thế giới.
Ok, number 5. Có giống thị trấn không? No, thị trấn nó là town. Đại hơn cái này đó. Trong cái country này mình chỉ có village và small town thôi. Small town chứ không phải là big town. Nó có thể có thị trấn nhưng mà nhỏ thôi nha. And this one, number 5. Can I come with you next weekend? Right to eliminate. Can I come with next weekend? Can I come with you? Can I come with you? Oh, I can come. Oh, okay. Then yes, you do. No. Can bỏ I come? Rồi bỏ xin. Yes, chắc you ask. Còn hai cái đó. Tại vì ở đây người ta hỏi can I come thì chắc chắn là không thể là yes you do được rồi. Vấn đề A and B, which one? Phân dịch nghĩa ra. Can I come with you next weekend? What does it mean? A. A. Why? Now, translate it. Can I come with you next weekend? Because you ask can. But I here mean, for example, I'm Jill and you are Peter, isn't it? I say I. That means Jill. No, you can't come. But here, no, I can't come. So I here is Peter. Is that the same? Nó có liên quan gì không? Vậy là cái câu trả lời của con có liên quan đến câu hỏi của cô không? No. The answer is B. Trong khi rõ ràng là Jill hỏi là tớ đi với cậu được không? Tuần tới, nghĩa là cũng muốn đi tới nhà gì của bạn Peter này chơi. Mà tự nhiên bạn Peter lại trả lời không, tớ không thể đến. Ủa, gì vậy? Đúng không? Tự nhiên bạn Jill đang hỏi cho bạn Jill mà bạn Peter lại trả lời. Ủa đâu ai hỏi cho bạn Peter đâu, đúng không? Right. Cái này là nó bị sai cái đối tượng hỏi nè. Oh, okay, Dan. Là một câu bình thường là thôi, okay, đồng ý. Okay, number 6. Oh, I must go home now. Go home now. Good evening. Okay, bye. Well, hello. Which one? Like, I... Really? Oh my God. This one is super easy. Cái câu, yeah, the answer is B. I must go home now. Oh, bây giờ tôi phải đi về nhà rồi. Thì chắc chắn là phải là một câu chào. Còn good evening hay là well, hello, hai câu này là đều chào khi mình tới gặp người ta. Hoặc là mình chào khi mới gặp người ta. Good evening, chào buổi tối. Khi cô mới gặp con thì cô mới chào như vậy. Chứ có bao giờ cô bye bye con mà cô nói good evening không? Cô chỉ nói goodbye. Bye bye thôi ha. Đó, well, hello, cũng vậy, cũng là một câu chào khi mới gặp nhau. Còn khi người ta đã đi về nhà, người ta bắt đầu đi rồi, thì mình phải bye bye người ta. Rồi. Ok, bài này làm chưa tốt lắm. Đây là nó thuộc về cái phạm trù giao tiếp nhá. Về nhà xem lại video và ngẫm lại cái đoạn này chút xíu ha. Ok. Yeah. Ok, do you have any questions? No. No, okay. See you tomorrow. Oh. Bye bye. See you. Not good evening. Not good evening. Just bye.